Tiên tri Nostradamus 2024, thế giới trước ngưỡng cửa hỗn loạn và tái sinh. Chào mừng quý vị khán thính giả của Cổ học Kỳ thư. Ở số video trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá những lời tiên tri của Anand, thần đồng tiên tri Ấn Độ trẻ nhất thế giới. Trong những sự kiện lịch sử đã diễn ra và những biến động mà gần đây thế giới đang đón nhận, không thể không nhắc đến Nostradamus, một bác sĩ và là nhà tiên tri người Pháp. Tuy ông đã không còn, nhưng những lời tiên tri của ông vẫn còn mãi để thế giới chiêm nghiệm. Tác giả của cuốn sách Nhà tiên tri đã có những dự đoán về năm 2024 rằng sẽ có những chiến tranh, sự hỗn loạn và cả sự tái sinh của thế giới. Chúng ta đã đi qua nửa chặng đường của năm 2024 và như những gì đã diễn ra, cả trên thế giới và tại đất nước hình chữ S của chúng ta cũng đang có những biến động lớn. Vậy thì những lời sấm truyền của nhà tiên tri lừng danh Nostradamus là gì? Thế giới liệu có đang bước vào giai đoạn thời kỳ hỗn loạn hay sẽ có những sự tái sinh mới xuất hiện? Hãy tưởng tượng chúng ta đang đứng trên bờ vực của một tương lai bất định. Những cơn bão dữ dội, dịch bệnh lan tràn và những cuộc xung đột khắp nơi như đang chứng minh cho những lời tiên tri cổ xưa. Nostradamus với những lời tiên đoán đầy bí ẩn và sâu sắc đã vẽ nên một bức tranh về cuối năm 2024 mà nhiều người cho rằng đang dần hiện hữu. Chúng ta sẽ cùng Cổ học Kỳ thư khám phá chi tiết hơn về những dự báo của ông, giải mã những bí ẩn và tìm kiếm niềm hy vọng mới trong cơn bão tố của những biến động hiện tại. Trước khi vào nội dung chính, quý vị đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn của Cổ học Kỳ thư. Kính mời quý vị cùng Cổ học Kỳ thư khám phá chi tiết hơn ngay sau đây. Thưa quý vị, thông tin trong video chỉ mang tính chất tham khảo, không mang tính chất định hướng. Quý khán giả nên tham khảo thêm các nguồn thông tin khác trước khi đưa ra quyết định của mình. Nostradamus, thế giới năm 2024, vạn vật hủy diệt và sự tái sinh. Quý vị thân mến, nhà tiên tri nổi tiếng Nostradamus quá cố đã để lại một kho tàng khổng lồ với những lời tiên tri từ gần 500 năm trước, chứa đựng hơn 900 lời dự đoán về tương lai. Những dự đoán này được ghi chép cẩn thận và mã hóa trong những câu thơ bí ẩn, đã thu hút chú ý và sự nghiên cứu của nhiều thế hệ. Một số những phương tiện truyền thông cho rằng hơn 70% những lời tiên tri của ông đã ứng nghiệm một cách đáng kinh ngạc, từ những sự kiện lịch sử lớn cho đến những biến cố tự nhiên và xã hội. Rất nhiều nhà nghiên cứu thần học và các chuyên gia về tiên tri học đã dày công phân tích những dự báo của ông, giải mã từng dòng thơ với hy vọng tìm ra những gợi ý cho tương lai. Những nhà nghiên cứu này đã chỉ ra rằng những sự kiện đặc biệt được tiên đoán sẽ xảy ra vào nửa cuối năm 2024, thời điểm mà thế giới đang trải qua những biến động mạnh mẽ. Những lời tiên tri của Nostradamus không chỉ là những cảnh báo mà còn là những dấu hiệu để chúng ta hiểu rõ hơn về những thách thức và cơ hội đang chờ đón. Với sự hiểu biết và sâu sắc và tầm nhìn xa rộng của mình, ông đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về vận mệnh nhân loại, thúc đẩy chúng ta suy ngẫm và chuẩn bị cho tương lai. Chúng ta hãy cùng khám phá những dự đoán của ông nhé! Dự báo về hạn hán và lũ lụt. Năm Giáp Thìn 2024, theo lời tiên tri của Nostradamus, là một năm đánh dấu sự cuồng nộ của thiên nhiên, vượt qua mọi giới hạn mà nhân loại từng biết đến. Những thảm họa thiên nhiên sẽ không chỉ gây ra tổn hại lớn lao mà còn mang đến những hậu quả khôn lường và khó tưởng tượng. Dù cho một quốc gia có hùng mạnh đến đâu, với khoa học kỹ thuật tiên tiến đến mức nào và dù thế lực đằng sau họ có mạnh mẽ ra sao, tất cả đều phải khuất phục trước sức mạnh không thể chống đỡ của thiên nhiên. Nostradamus đã cảnh báo chúng ta qua hai câu thơ: những vùng đất khô cằn sẽ càng khô cằn hơn nữa và sẽ có những trận lũ lớn hơn nữa. Thứ hai, dịch bệnh. Trong bối cảnh thiên nhiên nổi giận, bệnh dịch sẽ là một mối đe dọa không kém phần nghiêm trọng. Những lời tiên tri của Nostradamus đã dự báo rằng bệnh dịch sẽ gây ra nạn đói nghiêm trọng hơn, làm chúng ta liên tưởng đến làn sóng COVID-19 đã hoành hành ở Trung Quốc và lan rộng ra toàn thế giới. Dù đó có phải là sự xuất hiện của một căn bệnh mới hay không, điều này cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ sức khỏe, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những thảm họa thiên nhiên chưa biết trong tương lai gần.
Gần đây, sự tái bùng phát của dịch COVID-19 ở Trung Quốc cùng với hiện tượng El Nino hoạt động mạnh mẽ gây hạn hán diện rộng đã chứng minh lời tiên tri của Nostradamus là chính xác đến đáng sợ. Những cảnh báo của ông không chỉ dừng lại ở thảm họa thiên nhiên mà còn mở ra đến các biến động xã hội và dịch bệnh, như một chuỗi sự kiện liên kết với nhau đưa nhân loại đến những thử thách lớn hơn bao giờ hết. Sự liên kết giữa các thảm họa thiên nhiên và bệnh dịch cho thấy chúng ta đang đối mặt với một năm đầy biến động. Những lời tiên tri của Nostradamus như một lời nhắc nhở nghiêm khắc về sự mong manh của nhân loại trước sức mạnh vô biên của tự nhiên và sự bất định của tương lai. Để vượt qua những thử thách này, chúng ta cần phải đoàn kết, tỉnh táo và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Không thể không nhắc đến đất nước triệu dân Trung Quốc, nằm dưới sự cai trị của chính quyền Bắc Kinh suốt 75 năm qua. Dù từng bước lớn mạnh trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, nhưng chế độ độc tài tôn thờ chủ nghĩa vô thần này cũng là nơi xuất sinh ra những tội ác ghê rợn nhất của nhân loại. Từ việc mổ cướp nội tạng, đàn áp tín ngưỡng tôn giáo, đập phá nhà thờ đền chùa, buôn người đến diệt chủng, tất cả đều diễn ra ở đây. Đây cũng là quốc gia xuất xứ của đại dịch COVID-19 đã tàn phá thế giới và cướp đi sinh mạng hàng triệu người vào cuối năm 2019, đầu năm 2020. Giờ đây, vào cuối năm 2024, Trung Quốc lại bùng phát dịch bệnh dữ dội trở lại. Tốc độ tử vong và lứa tuổi nhiễm bệnh đã được mở rộng, nhưng quốc gia này vẫn ngựa quen đường cũ, cố gắng giấu nhẹm dịch bệnh nhằm giữ uy tín của mình. Liệu lịch sử có lặp lại một lần nữa và liệu chính quyền Trung Quốc có một lần nữa gây họa cho cả thế giới hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì tiếp theo sẽ xảy ra trong tương lai. Thứ ba, dự báo về sự hỗn loạn và chiến tranh. Trong lời tiên tri của Nostradamus có đề cập rằng trong năm 2024, ông viết: biển cả sẽ sôi sục, đối thủ đỏ sẽ tái mặt vì sợ hãi và sẽ nhấn chìm biển cả trong sự chết chóc. Nhìn vào các cường quốc hiện tại, màu đỏ có lẽ liên quan đến Trung Quốc hoặc Nga. Và một số người cho rằng vùng biển sâu trong lời tiên tri ám chỉ Ấn Độ hoặc Biển Đông. Ngoài sự can thiệp của con người như các loại ngư lôi hay bom hạt nhân, những tác động tiêu cực của biển đối với khí hậu và nhiệt độ tăng cao cũng có thể khiến biển cả sục sôi theo đúng nghĩa đen. Hoặc có thể một trận đại động đất làm thay đổi lục địa sẽ xảy ra. Dù diễn ra bằng cách nào, biển cả sục sôi năm 2024 sẽ là một sự kiện kinh thiên động địa mà có lẽ hầu hết chúng ta ngồi đây sẽ chưa từng chứng kiến trong cuộc đời của mình. Mặc dù các nhà lãnh đạo của hai cường quốc vừa mới gặp nhau gần đây và có những thảo luận sâu sắc về cân bằng quyền lực và an ninh thế giới, phương hướng tương lai vẫn còn nhiều điều khó đoán trước. Lời tiên tri của Nostradamus cũng đề cập rằng bóng dáng cuộc nội chiến sẽ bao trùm trước Mỹ. Với cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, cũng như xung đột Israel và Palestine, Hoa Kỳ vốn là một quốc gia chấp nhận các sắc tộc đa dạng, sẽ phải đối mặt với những xung đột nội bộ nghiêm trọng, những biến đổi do cuộc bầu cử tổng thống gây ra và nhiều vụ bạo lực khác nhau sẽ gây ra tình trạng bất ổn khi ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump chủ trương khôi phục các giá trị truyền thống và tin vào quyền lực tối cao, đang cố tái thiết lập lại nước Mỹ, đồng thời giữ hòa bình thế giới, thì phe cánh tả dưới sự chỉ huy của thế lực ngầm đang cố nhấn chìm thế giới trong hỗn loạn bằng chiến tranh, di dân bất hợp pháp, khủng bố và các cuộc khủng hoảng kinh tế và dịch bệnh. Những biến động do cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và năm 2024 chắc chắn sẽ gây ra mâu thuẫn chính trị dữ dội và thúc đẩy các hình thức bạo lực khác nhau. Đó chính là những mầm mống xung đột dẫn đến chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ. Thứ tư, tiên đoán về sự hủy diệt từ vụ nổ hạt nhân. Sự tồn tại của vũ khí hạt nhân luôn là phương tiện đe dọa của các quốc gia này. Ngay cả trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, chúng ta cũng không thể tưởng tượng được hết hậu quả khi vũ khí này được hoạt động. Tuy nhiên, dự đoán của Nostradamus đề cập rằng các vụ nổ hạt nhân trong năm 2024 sẽ khiến dân số các nước châu Âu giảm mạnh và biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng. Cho dù đó là việc giải phóng năng lượng hạt nhân không kiểm soát hay phóng vũ khí hạt nhân, cả hai đều đáng lo ngại. Trong quá khứ, châu Âu đã từng chứng kiến thảm họa hạt nhân Chernobyl kinh hoàng vào năm 1986, dẫn đến cái chết cho 200.000 người và ảnh hưởng đến 6,6 triệu người. Hay gần đây nhất là thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản năm 2011 do động đất, buộc hơn 100.000 người phải di dời. Hiện tại, chiến tranh Nga-Ukraine leo thang liên tục,
khiến các nhà lãnh đạo Moscow nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nếu họ thua cuộc chiến. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, con cưng của Trung Quốc và Nga, cũng hơn 10 lần đe dọa dùng vũ khí hạt nhân tiêu diệt Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Chính vì thế, dù là một vụ do gì hạt nhân, tai nạn hay chiến tranh khiến các quốc gia phải sử dụng vũ khí hạt nhân, nó cũng sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của nhân loại. Những lời tiên đoán của Nostradamus không chỉ cảnh báo về thảm họa mà còn nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần phải tỉnh táo và nỗ lực không ngừng để tránh xa nguy cơ này, đảm bảo một tương lai an toàn cho các thế hệ mai sau. Thứ năm, ngọn lửa bầu trời trên tòa nhà hoàng gia. Một số người tin rằng ngọn lửa bầu trời trên tòa nhà hoàng gia sẽ mang lại thay đổi sâu sắc cho thế giới, có thể giải quyết được những vấn đề tồn tại lâu dài. Tuy nhiên, sự lan rộng của xung đột và thiên tai sẽ làm trầm trọng thêm làn sóng di cư toàn cầu, tạo thời cơ thuận lợi cho khủng bố. Khi đó, nhiều khủng hoảng sẽ có thể nảy sinh. Nếu chúng ta giải thích cho những dự đoán được đề cập ở trên, cả Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước châu Âu khác có thể sẽ phải đối mặt với những thay đổi đáng kể. Lời tiên tri Nostradamus đề cập rằng một nhà lãnh đạo đẳng cấp thế giới có ảnh hưởng đáng kể sẽ bị ám sát, và với cái chết của ông ta, con đường dẫn đến hòa bình sẽ được mở ra. Trong khi đó, một nhân vật ở châu Âu sẽ xuất hiện, mang lại niềm hy vọng cho người dân. Điều đáng nói là vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa thoát khỏi một vụ ám sát ngày 13 tháng 7 vừa qua đã gây bàng hoàng cả thế giới. Liệu vụ việc này có liên quan đến lời tiên tri của Nostradamus? Một đoạn tiên tri khác chỉ ra sự hình thành dần dần của một liên minh được tượng trưng bởi nam giới và phụ nữ, mang lại một sự trật tự mới cho thế giới. Mặc dù sự tồn tại của liên minh này có vẻ hạn chế, sự hỗn loạn ảnh hưởng đến thế giới sẽ không được giải quyết trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, hòa bình thực sự dự kiến sẽ đến vào năm 2043. Những lời tiên tri của Nostradamus không chỉ là những lời cảnh báo mà còn là những lời nhắc nhở để chúng ta suy ngẫm và chuẩn bị cho những thay đổi lớn sắp tới. Thứ 6, giáo hoàng mới sẽ xuất hiện. Đức Thánh Cha Francisco là giáo hoàng thứ 266 của giáo hội Công giáo. Theo lời tiên tri của Nostradamus, người ta chỉ ra rằng sau khi vị giáo hoàng lớn tuổi qua đời, một người La Mã cấp cao sẽ được bầu làm người kế vị. Mặc dù có thể coi là truyền máu mới vào vị trí giáo hoàng, nhưng người kế vị này sẽ phục vụ lâu dài trong chức vụ giáo hoàng và sẽ làm suy yếu tầm nhìn của chính mình. Ý nghĩa thực sự của sự suy yếu này vẫn chưa được biết rõ, nhưng dường như nó báo trước một kỷ nguyên mới cho giáo hội. Liệu những lời tiên tri này có thành hiện thực hay không? Chỉ có thể được xác minh theo thời gian. Mặc dù những lời tiên tri này không chỉ rõ thời điểm cụ thể nào năm 2024, nhưng với tình trạng hỗn loạn và chống đối hiện nay, mầm mống của biến động có thể nảy mầm bất cứ lúc nào, khiến năm tới có thể trở thành một năm nghiêm trọng. Nostradamus đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về những thay đổi và thách thức mà thế giới có thể sẽ phải đối mặt. Những dự đoán của ông như một lời cảnh báo nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của cuộc sống và tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho tương lai. Liệu những lời tiên tri này sẽ ứng nghiệm hay không, chúng ta chỉ có thể chờ đợi và chiêm nghiệm theo thời gian. Trước những dự đoán đầy ám ảnh và cảnh báo từ Nostradamus, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể làm gì để tránh khỏi được những thảm họa này? Những lời tiên tri không chỉ là những dự đoán vô hồn mà còn mang theo những lời khuyên sâu sắc về cách chúng ta có thể đối mặt và vượt qua. Chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu. Trước khi đến với phần này, quý vị hãy để lại một bình luận bên dưới để thể hiện sự ủng hộ kênh. Chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe từ quý vị. Lời tiên tri về biến số, cách thoát khỏi thảm họa. Quý vị thân mến, không chỉ riêng Nostradamus mà rất nhiều nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới đều miêu tả rằng trong những đại tai họa sẽ có một thánh nhân xuất hiện cứu giúp nhân loại và mở ra một kỷ nguyên lịch sử hoàn toàn mới. Ví dụ, trong các lời tiên tri lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc, bức tranh tiên tri Mã Tiến Khóa của Gia Cát Lượng, biểu văn Kim Lăng và bát ca bánh nướng của Lưu Bá Ôn, thư Mai Hoa của Thiệu Ung, thư Đầu Đề của Lý Thuần Phong, di thư Cách Am của Nam Sư Cổ đều miêu tả thánh nhân cứu thế từ nhiều góc độ khác nhau. Những lời tiên tri này không chỉ dự đoán hậu quả tàn khốc do đại thiên tai mang lại mà còn đặt ra một nút thắt quan trọng về cách tránh đại họa. Thánh nhân sẽ cứu giúp thế nhân trong cơn hiểm nghèo này, và tất cả những ai đang tin tưởng và nhân lành cuối cùng đều sẽ được thánh nhân giải cứu, bước vào một kỷ nguyên lịch sử hồi sinh.
Trong khi đó, những người không tin tưởng và ác nhân sẽ bị loại bỏ trong đại thiên tai này. Ví dụ, Kinh Thái Thượng Động Uyên Thần Chú có mô tả rằng những người tiếp nhận và tin tưởng giáo pháp do thánh nhân truyền sẽ được bảo vệ khỏi yêu ma quỷ quái, trong khi những người không tin đại pháp sẽ bị loại bỏ. Trong biểu văn Kim Lăng của Lưu Bá Ôn cũng có mô tả tương tự: Năng phùng mộc thỏ, phương vi thọ, nghĩa là chỉ có người tin theo mộc thỏ, thánh nhân mới có thể bình an vượt qua cơn đại nạn, trong khi nhân phù mãnh hổ nan hồi tịch, nghĩa là người gặp hổ dữ khó tránh khỏi bị hại. Trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền của Thiên Chúa Giáo, những kẻ bị loại trừ trong đại thiên tai là những kẻ không tin tưởng và ác nhân, trong khi những người được cứu vớt là những người tốt tin theo đạo Chúa. Điều này nhấn mạnh rằng trong thảm họa đại thiên tai tiêu diệt, sự lựa chọn của con người có thể thay đổi vận mệnh của bản thân và thậm chí là quỹ đạo lịch sử. Những tiên tri cổ đại đã vạch ra một con đường rõ ràng cho nhân loại. Họ không chỉ đưa ra những lời cảnh báo mà còn cung cấp hướng dẫn để vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất. Trong vở kịch lịch sử cuối cùng này, tất cả chúng sinh đều có cơ hội và quyền lựa chọn công bằng để quyết định vận mệnh tương lai của mình. Nếu muốn thay đổi kết cục bi thảm đã được định sẵn, vượt qua thảm họa và bước vào kỷ nguyên lịch sử phục hưng mới, cách duy nhất là chọn lấy đức tin và thiện lương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại được đấng sáng tạo ban cho cơ hội để tự giải thoát khỏi số phận đã định sẵn và thay đổi vận mệnh chung của nhân loại. Đúng như lời tiên tri trong Kinh Thánh, ta đặt trước mặt người sự sống và cái chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống. Nhân loại đang ở thời khắc then chốt để lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác, giữa sự sống và cái chết. Lựa chọn của mỗi cá nhân sẽ quyết định vận mệnh tương lai muôn đời của cả nhân loại. Bạn sẽ lựa chọn gì? Dù là gì, hãy khắc ghi nó ở trong tâm và hãy cố gắng sống theo lựa chọn đó. Điều này không chỉ dừng lại ở niềm tin tôn giáo mà còn là ở lòng nhân ái, sự đoàn kết và quyết tâm chung của toàn nhân loại. Khi chúng ta đứng trước những thử thách lớn lao, chính sự đoàn kết và tinh thần yêu thương mới là chìa khóa để vượt qua. Những lời tiên tri nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc sống tử tế, biết tha thứ và yêu thương lẫn nhau. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Thời gian cho chúng ta không còn nhiều, sẽ ít hơn cho bạn và cho tôi có thể sửa sai. Hãy trân quý thời gian quý vị nhé. Nếu cảm thấy yêu thích nội dung này, quý vị đừng quên để lại một like video và ấn đăng ký kênh Cổ Học Kỳ Thư để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên để lại phản hồi để chúng tôi được lắng nghe quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, kênh Cổ Học Kỳ Thư chuyên chia sẻ những kiến thức về Đông Phương học và tìm hiểu giá trị thân tâm trí. Những chia sẻ trong các video chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y khoa chuyên nghiệp. Quý vị vui lòng để lại bình luận mang tính xây dựng, không đả kích hay phán xét. Chúng tôi tin rằng những chia sẻ này là món ăn tinh thần hữu ích cho quý vị. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ quý vị. Xin chân thành cảm ơn.